Tôi tên Dạ, tôi đi mua bậy bạ. Mua bậy bạ chứ cho bị bắt vậy. Bậy bạ, đi mua mạ. Được. Đúng rồi, mạ là gieo lên thằng đó. Gieo mạ đó. Rồi, sẵn sàng chưa? Có nghiêm túc gì chưa? Đi làm lại. Đi làm lại. Một, hai, ba. Thắng, đi trước. Tôi tin bé heo, tôi mua keo. Tôi tin Ngọc, tôi đi mua cái bọc. Tôi tin Lực, tôi mua cái... Rồi, chơi 3 lượt, nhưng 2 lượt thua. Lượt này, Thưa Thúy Bình, thắng. Yeah. Quả anh chị, ai thắng quyết định? 1, 2. Thắng quyết định. Tôi tin Giang, tôi đi mua 1 ký than. Tôi tin Trang, tôi đi mua gan. Tôi tin Phát. Hết giờ. Thể hiện gì vậy? Tự nhiên tôi tin Phát, tôi đến đi mua format. Mà thấy gì? Tự nhiên nhớ tới đó, cái sợ nó bị bắt mẹ. Format là được nha. Là được á, anh nhớ cái dĩa marketing anh cần lại. Thì đó, tôi nhớ tới chủ tiếng Anh đấy, tôi quên, tôi không biết được nó, nhưng mà format là được á. Được. Cá thác lát. Đúng rồi. Chết rồi, chơi với bác không được rồi. Quá em nói trước đi em, anh nói trước anh nghĩ không ra đâu. Quyết định, ai thắng quyết định. 1, 2, thắng quyết định. Lật nói trước. Tôi tên Kim, tôi đi mua con chim. Tôi tên Andy, tôi đi mua mì. Tôi tên Xá Sĩ, tôi đi mua cái bị. Cái bị là cái bịch đó. Tôi tên Đạt, tôi đi mua củ lạc. Tôi tên Dạ. Tôi đi mua. Anh tính nói tôi đi mua bậy bạ rồi đúng không? Tôi đi mua củ lạ. Tôi đi chơi, tôi đi mua củ lạ không được. Ôi, dưới đây nói hay lắm. Dễ mà. Nhỏ đó chi vậy ta? Cái gì con nhỏ chi vậy? Chi vậy? Về vui hả? Rồi chút lên được rồi thua lại rồi sao? Chơi 3 lượt mà thua 2 lượt. Thua. Thua. Rồi. Quê, em thương em đó. Quê cái gì? Quê, em tôi đi trước, em tôi lo cho tôi rồi. Sao cái nào cũng bắt em chứ? Quá tôi chi. 1, 2. Thắng quyết định. Ê, khoan bạn. Riêng cái cặp này rất là giải trí, tôi nghĩ là mình đừng có mua. Còn bằng kia là mình ăn đi. Ví dụ như tên Phát, tôi đi ăn format. Đâu ấy? Đâu ấy? Bây giờ bên này là tên Đức thì đi ăn cái gì là chuyện của bạn. Đúng rồi. Thôi khó. Mua sao còn rồi? Chưa biết mua nữa. Mua đi, tại vì ăn nó dính vô cái nhà cửa xe gọi nó không ăn được. Dạ. Em nhường chị Ngọc nhá. Dạ. Mời chị Ninh Dương Lan Ngọc. Nhà em ai tên gì em nhớ hả? Em nhớ chứ, nhưng mà em chưa có tìm ra được. Em tên Hùng, em mua cái mùn. Giỏi. Em tên Phương, em mua cây hương. Em tên Soàn, em mua hộp Soàn. Đúng rồi, có người tên Soàn mà. Em tên Thoa, em mua cái loa. Thoa là cái gì? Cái loa. Thoa. Em tên Hà, em mua... Mua bà già. Mua trà. Em tên Phi, em đi mua hành phi. Gì vậy? Gì vậy? Người đi đâu giờ hả? Nam Vinh. Vinh, em mua Đinh. Đinh rồi, Vinh tôi nãy chơi rồi. Đinh á, mua Bánh Ninh. Rồi, Bánh Ninh được. Em tên Hùng, em mua Đông Trùng, Hạ Thảo. Trời ơi, mua dữ vậy? Cái gì? Thảo rồi. Đông Trùng thôi, Đông Trùng. Hai thêm. Hai kỳ. Nam. Kỳ gì? Em tên Thảo, em mua mì Thảo Hảo. Thảo Hảo. Nam. Tôi tên Bảo, tôi đi mua cái chảo. Đúng rồi. Tên Thu. Tên Thu. Em tên Thu, em mua cá Thu. Em tên Mai, em đi mua cái chai. Hết giờ rồi. Rồi. Tôi cho tên Thu thì mua lại chai Chinsu để người ta tài còn tài trợ. Tự nhiên em tên Thu đi mua cá Thu. Hên cá Thu chứ để em mua chết. Một. Không hai, xăm. Hai. Thắng quyết định. Nói trước luôn. Nói em, trước. Rồi. Em tên Su sao nè? Em tên Su, em mua nước mắm chin su. Em tên Thu, em mua nước tương chin su.
Trung bán liền. 4, 3. Thì đúng rồi. Bán. Ủa nước mắm với nước tương khác nhau mà. Nói chung tôi hiệu Kim Trung. Bị trùng, bị trùng. Trời ơi, em suy nghĩ nhiều lắm. Rồi như vậy là Phát thua. Bây giờ em thắng bên đây là đội mình thắng luôn. Đúng rồi. Wow, toàn thua. Đây là phần cuối chương trình vẫn thua. Giờ anh muốn ăn với em không? Anh qua ăn đi anh. Tôi bị cái là tôi lên đây tôi nói không được, tôi ngồi dưới tôi suy nghĩ được. Thì mua cái gì ăn cái đó. Bây giờ ai thua hạ họng bắn vô thẳng họng luôn. Rồi. Quán tôi xì. 1, 2. Thắng quyết định. Em là đàn em. Chờ anh nha. Mình ăn hay là mình mua? Ăn. Ăn rồi. Tôi tên Giang, tôi ăn lan can. Lan can mình cũng ăn. Tôi tên Hùng, tôi ăn con trùng. 5, 4. Tôi tên Vinh, tôi ăn cây đinh. Cây đinh mình cũng ăn bị điên. Tôi tên Dạ, tôi ăn cái học bạ. Nguyên cái học bạ mà em ăn được hả? Đúng rồi. Anh đi học, anh có học bạ không? 4, 3. Tôi tên Ngọc, tôi 2. Ăn cái bọc. Đó, mấy đứa nít nghe cái nó ăn theo nè. Tôi tên Thanh, tôi ăn chanh. Tôi tên Tranh, tôi ăn bánh canh. Tôi tên Thê, tôi ăn OT. Tôi tên Đức, tôi ăn dĩa mứt. Tôi tên Hồng, tôi ăn chồng. Ăn chồng. Đưa cái miệng ra đây, đưa cái miệng ra đây. Và như vậy ngày hôm nay đội thua toàn tập là Võ Tấn Phát, Rít Phan và Lam Vĩ Dạ. Trời ơi. Thưa quý vị thân mến, cảm ơn ngày hôm nay rất là nhiều Võ Tấn Phát và Rít Phan. Em có phàn nàn gì về chị Lam Vĩ Dạ không? Không, chị Dạ chơi hay mà Phát chơi dở nha. Không dở nha. Trời ơi. Trời ơi. Vô thế chị Ngân mà vậy đó. Ờ, vô thế. Rồi, trời ơi, chỉ cần hai người bắn hết Vinh thôi, người bắn. Ờ, ở đây mình bắn. Có chân, em đẩy qua đẩy lại là nó nhanh. Lạnh quá. Cứ nhẹ nhàng thôi, đừng có để cho bóng. Chưa được, quẹo quẹo đây mới được bắn. Sao đó được. Sao đó được. Em chuẩn bị quẹo nha. Lớp. Em quẹo đi, bắn đây nè. Em quẹo trước đi. Vinh ở trong vòng đi đâu vậy? Không, ngoài. Đúng rồi. Không sao. Chết gì vậy em ơi. Thôi. Chỉ là vừa thôi, không sao gì ơi. Cố lên, bình tĩnh. Em thiếu không bỏ được mắt. Nhắm mắt lại, hôn vào tai. Nhớ em anh không thể nào quay. Không, mẹ cứ nhắm mắt để em đi thôi. Em quẹo qua lạng qua lạng lại là được. Ok. Đây. Chờ em. Hết đạn rồi. Em hết đạn rồi. Hết đạn kệ em bị đạn chi. Bắn vô lỗ tai em á. Lỗ tai bị điếc rồi, chị nói to hơn xíu đi. Em qua lắc mạnh hơn đúng không? Vô vòng Ngân ơi, Khánh ơi, vô vòng. Rồi, anh cua được rồi. Đúng rồi, lực ơi. Sao tôi bị giữ lại vậy? Cái banh này, tôi bắn xuống cái banh này, cho anh bị giữ lại nè. Ai rồi. Bắn tôi đi. Ây da. Bắn banh đó. Đây. Ngân. Đâu. Anh Vinh chạy ở ngoài vòng hoài rồi anh Giang. Đâu có chạy đâu, dưới tay em bắn đi mà chạy. Trời, ngập nước mà. Bắn vô mũi tôi luôn. Này thì không nghĩ này. Đúng rồi Vinh, đúng rồi. Ê lẹ kìa. Sao hai này nó lì quá. Kìa, chơi banh gì vậy? Chơi banh kìa. Ông ơi, giữ anh Vinh lại giùm em đi ạ. Trời ơi, trời ơi.
Đi lẹ lên. Ôi hơi lộn. Chơi banh kìa, chơi banh kìa, Ngọc. Kìa 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 kìa. Đây này. Quá trời 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 trời. Quá trời là trời ơi. Quá trời là. Quá trời chơi banh. Quá trời chơi banh. Quá trời chơi banh. Ôi trời 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 trời. Trời ơi. Không cần lấy cái mặt cản. Không cần lấy mặt cản. Mệt quá. Ôi Ngọc lấy cái mặt cản banh kìa. Trời ơi, nè anh Giang nè nó. Đó rồi. Bán thân cũng mệt. Chúng ta còn tất cả là 1, 2, 3, 4, 6, 7 quả bóng. Một, hai, ba, anh go. Anh giữ trái bóng kìa. Chưa, chưa, chưa bắn kìa. Anh chưa có bắn mà. Ở đây chưa có bắn. Em đâu có được vô đâu. Được, đúng rồi á, đắt mạnh lên. Lát anh lật gây, anh lắc cho nó đi đi. Nó bán chúng nó xuống sao mà lát. Trời ơi. Được không bạn? Trời ơi, bên này anh Giang, bên này hai người vô đi đó. Ờ, bên này có hai người đó mà. Cái này là đặt quá tí rồi, anh lắc mạnh qua trái qua phải. Trái, phải. Thấy mà tức đó. Từ từ, dạ. Ủa, đó anh Giang, đúng rồi đó anh Giang. Đi. Đúng rồi, đi vô, đi vô. Phải, trái, phải. Trái, phải. Đúng rồi, đắt lên. Rồi, bắn đi, bắn đi. À, luật ngồi lui ra, xin luật ơi. Ngồi lui ra. Từ từ chạy chừng người. Đúng rồi, đánh dính. Rồi, bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi, dính đi. Đội súng nè. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi. Ok dạ, ok bạn. Đi dạ. Hát ghê không? Đi dạ. Ủa không ai cản Vinh hết trơn vậy? Cản Vinh để cho tôi đi coi. Ủa hai người, Ngân ơi, sao em đứng cười không vậy Ngân? Đâu có em, khoan khoan. Khoan, cái nước tôi dùng nổ tay. Bên tên đi em. Vinh vô vào, Vinh vô vào. Trời trương, ta lùi lại Ngân với lại Quang Hùng. Lùi lại Mẹ đi, mẹ luôn. Đâu đâu? Dịch đâu? Đúng rồi anh Canh ơi. Để em thử anh Dịch. À, chết gì vậy em ơi. Đi đâu? Đúng rồi. Anh Dịch đang Giang. Trời ơi, cái gì vậy? Anh Dịch đang Giang. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Anh Dịch thông thường chạy anh nha. Rồi, cứ chơi. Chưa có gì quá khủng khiếp. Chưa thấy nghệ sĩ nào mà lầy lòi với nghệ sĩ của Bảy Nụ Cười Xuân. Họ không màng tới mắt, mũi, tai, video, quần áo. Họ chỉ biết là đối phương phải đau đớn. Quá khủng khiếp. Nhìn xem à, nhìn xem. Xuống.
Ngon đi. Con ngửa lên nó chạy 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 chưa bao giờ nghệ sĩ tắm tại đêm trường luôn. Ai là người đẹp trai nhất thành phố Hồ Chí Minh? Ai là người duyên dáng nhất thành phố Hồ Chí Minh? Không quen luôn phải không? Không quen, chị em nói không quen em. Em về trước, ở đâu ra cho em về trước. Người này là ai? Là anh được là chờ đi quen đó. Thưa quý vị, tất cả chỉ có trong chương trình 7 nụ cười xuân. Chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Và ngay bây giờ sẽ có một cái camera. Chỗ trốn rồi hả? Toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.